Tiếp tục, các bạn móc vào đây 20 móc kép cùng một chân móc. Các bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ 25 lại. Rồi lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 26. Các bạn tiếp tục móc thêm một bính. Móc vào chân móc kế tiếp một mũi móc kép. Tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp hai mũi móc kép cùng một chân móc. Các bạn móc 5 bính. Móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Móc 5 bính. Các bạn móc vào chân móc đầu tiên 2 mũi móc kép cùng một chân móc. Móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Móc 1 bính. Móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Móc 1 bính. Móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Móc 2 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Và đây là hoa văn thứ nhất của hàng thứ 26. Các bạn tiếp tục móc tiếp cho đến hết hàng thứ 26. Các bạn dùng mũi trượt để nối hàng thứ 26 lại và tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 27. Các bạn móc thêm một mũi móc kép cùng một chân móc với 3 bính vừa gầy.
Tiếp tục móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép vào chân móc thứ nhất. Móc 1 mũi móc kép vào chân móc thứ hai. Móc 2 mũi móc kép vào chân móc thứ ba. Tiếp tục móc 4 bính. Móc vào đây 2 mũi móc kép vào hai chân móc kế tiếp. Móc 3 bính. Móc vào hai chân móc ở đây 2 mũi móc kép. Móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép và hai chân móc kế tiếp. Móc 4 bính. Móc vào chân móc thứ nhất 2 mũi móc kép. Móc vào chân móc thứ hai 1 mũi móc kép. Móc vào chân móc thứ ba 2 mũi móc kép. Móc 3 bính. Móc vào chân móc cánh giữa 2 mũi móc kép cùng một chân móc. Và bên đây các bạn sẽ móc đối xứng qua bên đây. Ta đã móc xong ô hoa văn thứ nhất. Các bạn lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng thứ 27. Sau khi đã móc xong hàng thứ 27, các bạn tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 28. Các bạn lật qua và tiếp tục móc thêm 3 bính. Các bạn móc 5 mũi móc kép vào 5 chân móc kế tiếp. Tiếp tục móc 4 bính. Móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Các bạn móc 3 lần giống như vậy. Và tiếp theo là móc 4 bính. Và móc 5 mũi móc kép vào 5 chân móc kế tiếp.
Tiếp tục móc 3 bính và móc vào chân móc ở đây hai mũi móc kép cùng một chân móc. Và móc vào chân móc kế tiếp một mũi móc kép. Móc 3 bính. Và móc vào chân móc 5 mũi móc kép. Ta đã hoàn thành xong ô hoa văn thứ nhất của hàng thứ 28. Các bạn lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng thứ 28. Sau khi móc xong hàng thứ 28, các bạn tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 29. Các bạn lật qua. Tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp một mũi móc kép. Và móc vào chân móc kế tiếp hai mũi móc kép. Các bạn móc 3 bính. Bỏ chân móc thứ nhất, móc vào chân móc thứ hai, thứ ba, thứ bốn, 3 mũi móc kép liên tục. Các bạn bỏ chân móc cuối cùng và móc 4 bính. Tiếp tục móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Móc 3 bính. Móc vào chân móc thứ nhất một mũi móc kép. Móc vào chân móc thứ hai hai mũi móc kép. Móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Móc 4 bính. Bỏ chân móc thứ nhất, móc vào chân móc thứ hai, thứ ba, thứ tư, 3 mũi móc kép liên tục. Bỏ chân móc cuối cùng và các bạn móc 3 mũi móc kép. Móc vào đây hai mũi móc kép cùng một chân móc. Móc một mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Móc hai mũi móc kép vào chân móc cuối cùng. Tiếp tục móc 3 bính. Các bạn lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng
Sau khi móc xong hàng thứ 29, các bạn tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 30. Các bạn lật qua và móc thêm 2 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Tiếp tục móc 4 bính. Móc vào chân móc chính giữa một mũi móc kép. Móc 4 bính. Móc 2 mũi móc kép vào hai chân móc kế tiếp. Móc 3 bính. Móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc kế tiếp. Tiếp tục móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Tiếp tục móc 4 bính. Móc 1 mũi móc kép vào chân móc chính giữa. Móc 4 bính. Móc 2 mũi móc kép vào chân móc đầu tiên. Các bạn móc một mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Các bạn móc một bính. Móc một mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Và phần bên đây các bạn móc đối xứng qua bên đây. Móc 1 bính. Móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Móc 2 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Ta đã hoàn thành xong ô hoa văn thứ nhất. Các bạn lần lượt móc như vậy cho đến hết hàng thứ 30. Sau khi móc xong hàng thứ 30, các bạn tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 31. Các bạn lật qua. Các bạn móc thêm 2 bính. Các bạn móc thêm 1 bính nữa. Các bạn móc vào cái chân móc chính giữa ở đây 2 mũi móc kép. Các bạn móc 3 bính. Móc vào chân móc kế tiếp 2 mũi móc kép cùng một chân móc. Móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Móc 2 mũi móc kép vào chân móc cuối cùng.
bạn móc 7 bính. Tiếp tục móc vào hai chân móc, hai mũi móc kép. Chân các bạn móc 3 bính. Móc 3 mũi móc kép vào 3 chân móc kế tiếp. Móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Tiếp theo các bạn móc 7 bính. Tiếp tục các bạn móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân móc đầu tiên. Tiếp tục móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Tiếp tục móc 2 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Các bạn móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép vào chân móc chính giữa. Móc 3 bính. Và bên đây, các bạn móc đối xứng qua bên đây. 2 mũi móc kép vào cùng một chân móc. Tiếp tục móc 1 mũi móc kép vào chân móc kế tiếp. Và cuối cùng là móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân móc. Ta đã hoàn thành xong ô hoa văn thứ nhất của hàng thứ 31. Các bạn tiếp tục móc như vậy cho đến hết hàng thứ 31. Sau khi đã móc xong hàng thứ 31, các bạn tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu móc hàng thứ 32. Các bạn lật qua và cứ một chân móc là các bạn móc một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn móc 5 bính. Móc 2 mũi móc kép vào 2 chân móc kế tiếp. Tiếp tục móc 3 bính. Móc 1 mũi móc kép vào chân móc đầu tiên. Móc 2 mũi móc kép vào cùng một chân móc. Móc 1 mũi móc kép vào chân móc thứ 3.
Tiếp tục móc 3 bính và móc 2 mũi móc kép vào hai chân móc kế tiếp. Tiếp tục các bạn móc 5 bính. Và móc 5 mũi móc kép vào 5 chân móc kế tiếp. Các bạn tiếp tục móc 3 bính. Móc 2 mũi móc kép vào chân móc đầu tiên. Tiếp tục móc 1 mũi móc kép vào chân móc thứ hai. Móc 3 bính và móc 5 mũi móc kép vào 5 chân móc kế tiếp. Ta đã móc xong ô hoa văn thứ nhất của hàng thứ 32. Các bạn lần lượt móc như vậy á cho đến hết hàng.